số 8 hướng vào Thanh Hóa, Quảng Bình, suy yếu dần về cường độ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13 tháng 10, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 18,9 độ vĩ Bắc, 113,9 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270 km về phía đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, từ 100 đến 120 km/h, giật cấp 14. Bàn kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 350 km tính từ tầm bão. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, bão số 8 di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc, 105,2 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8. Đến 4 giờ ngày 15 tháng 10, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,3 độ vĩ bắc, 102,8 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông đến 4 giờ ngày 15 tháng 10, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Lạp phía Bắc vĩ tuyến 15,5 độ vị Bắc và phía Tây kinh tuyến 111 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp 3. Ở trên biển, ngày 13 tháng 10, ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Từ đêm 13 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc, hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, do kết hợp với không khí lạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, sao tăng lên cấp 7, 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét, kết hợp với chiều cường gây ra ngập úng tại các khu vực trũng thấp vào sáng 14 tháng 10. Trên đất liền, từ chiều 13 tháng 10 đến ngày 15 tháng 10, ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150mm mỗi đợt, có nơi trên 200mm trong đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm, có nơi trên 350 mm mỗi đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày 16 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng ở Bắc Bộ và Trung Bộ, căn cứ vào tình hình thực tế, chủ động cấm biển, kêu gọi và bố trí tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, di rời người dân đảm bảo an toàn về dịch COVID-19. Các địa phương kiểm tra giả soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng thấp, vùng trũng ven biển, kiểm tra giả soát chủ động triển khai các phương án đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, hồ chứa, nhất là tại các trọng điểm sung yếu các hồ chứa đã đầy nước, các công trường đang thi công. Các địa phương cũng cần sẵn sàng các đoàn công tác chỉ đạo hiện trường duy trì lực lượng cứu hộ cứu nạn, xử lý kịp thời khi có yêu cầu, tổ chức trực ban 24 trên 24 giờ. Thêm 3 tỉnh miền Trung cấm biển ứng phó với bão số 8 Để chủ động ứng phó trước những diễn biến của cơn bão số 8 đang hướng vào khu vực miền Trung, nhiều địa phương đã thực hiện cấm biển và hoàn thành việc sắp xếp neo đậu tàu thuyền. Thanh Hóa cấm biển từ 18 giờ ngày 12 tháng 10. Để chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 8, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển, Trưởng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tổ chức cấm biển trên địa bàn tỉnh này từ 18 giờ ngày 12 tháng 10 cho đến khi có thông báo mở biển của ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa. Giám sát chặt chẽ, không cho các tàu thuyền ra khơi trong thời gian cấm biển. Hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Trong những ngày qua, trước ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên hầu hết tàu thuyền của ngư dân đã vào nơi tránh trú an toàn. Nghệ An lên kế hoạch sơ tán 16.200 người dân tùy cấp độ của bão số 8. Tỉnh Nghệ An đã có kế hoạch sơ tán 16.200 người dân theo từng cấp độ của bão số 8. Tuy nhiên, tỉnh này có hơn 6.500 người dân từ miền Nam trở về, đang ở trong những khu cách ly là những điểm thường làm nơi di rời người dân. Do đó, địa phương hiện đang phải tìm các nơi mới đảm bảo khoảng cách an toàn về thiên tai lẫn dịch bệnh. Toàn tỉnh Nghệ An có 3.438 phương tiện với 17.190 lao động trực tiếp đánh bắt hải sản trên biển. Để đảm bảo an toàn cho các ngư dân và tàu thuyền, tỉnh này đã ban hành công điện cấm tàu thuyền ra khơi từ 0 giờ ngày 10 tháng 10. Hiện nay, tỉnh Nghệ An đang chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền tại khu neo đậu, đảm bảo an toàn cho phương tiện khi bão số 8 đổ bộ. Hiện toàn tỉnh Nghệ An còn hơn 11.060 ha lúa mùa chưa thu hoạch. Địa phương đang khẩn trương thu hoạch những diện tích đã chín. Toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 1.035 hồ đầy nước, 23 hồ đạt trên 70% dung tích thiết kế, 2 hồ đạt khoảng từ 50 đến 70% dung tích thiết kế. Các công trình hồ đập đều đang được các địa phương đơn vị triển khai vận hành theo phương án phòng chống thiên tai được phê duyệt. Ngoài ra, Nghệ An hiện còn 33 điểm sạt lở. Tuy nhiên, do kinh phí có hạn nên chưa thể khắc phục hoàn toàn. Tại những điểm này đã được tỉnh Nghệ An chỉ đạo các địa phương sẵn sàng sơ tán dân an toàn. Quảng trị hoàn thành sắp xếp tàu thuyền trước 12 giờ ngày 13 tháng 10. Ngày 12 tháng 10, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị có công điện khẩn đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với diễn biến của cơn bão số 8 và diễn biến mưa lũ phức tạp. Địa phương này yêu cầu các huyện ven biển phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục thủy sản tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi từ 12 giờ ngày 12 tháng 10. Tổ chức kiểm tra, kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn. Việc sắp xếp tàu thuyền vào các nơi neo đậu, tránh trú, đảm bảo an toàn trên địa bàn phải hoàn thành trước 12 giờ ngày 13 tháng 10. Hiện toàn bộ 2.312 tàu thuyền của địa phương đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của cơn bão số 8 và nơi neo đậu an toàn. Các địa phương cũng yêu cầu chủ động, giả soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án ứng phó trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp ra soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, ngoài bãi sông, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét, nguy cơ sạt lở bãi thải tại các công trình điện gió đang thi công. Sẵn sàng phương án sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Bão số 8 Dự báo chi tiết cho các khu vực ngày và đêm nay 13 tháng 10. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Riêng Nam Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ. Phía đông bắc bộ có mây, có mưa vài nơi, chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3. Riêng vùng ven biển, đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ. Vùng núi có nơi dưới 18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 27 đến 29 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, riêng phía Bắc đêm gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Phía Bắc, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3 phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ và cao nhất từ 30 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và rông rải rác. Riêng phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, cao nhất từ 26 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, Riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc rét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ.